Thưa quý vị, bằng tinh thần đam mê sáng tạo và yêu lao động, nông dân Nguyễn Thanh Hà, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc đã tạo ra nhiều sản phẩm cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Sản phẩm của anh đã được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động nuôi tôm, góp phần hỗ trợ nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản cho nông dân. Đây chính là cơ sở điện cơ Giang Cần của anh Nguyễn Thanh Hà, nơi mà trong hơn 10 năm qua đã sản xuất và cung ứng cho thị trường hàng ngàn chiếc máy hút bùn đáy ao nuôi tôm, giúp người dân giải quyết khâu lao động nặng nhọc và tốn kém nhân công nhất. Trước đây trên thị trường cũng có những chiếc máy hút bùn như thế này nhưng còn nhiều yếu điểm. Từ thực tế nuôi tôm của mình, anh Hà đã mày mò cải tạo và cho ra đời một chiếc máy hút bùn mới với hiệu suất mạnh hơn, bền hơn. Cái máy đó thì hồi xưa mình có sử dụng nhưng mà thấy cái đầu trên thị trường nó không hiệu quả. Nó bơm vừa chậm mà nó vừa công suất nó không có bằng cái thằng của mình. Giờ mình chế ra thì nó phát triển, nó vừa bơm mạnh mà nó vừa xi phong đáy ra con tôm nó còn nguyên con, nó không có bị chặt khúc ra. Nó thành ra nó thấy nó hiệu quả quá, mình sáng tạo rồi mình giới thiệu thị trường cho bà con xài luôn. Thế giờ tới giờ thôi, cũng nay cũng gần cái chục năm rồi, thấy cũng được. Với những tính năng vượt trội, sản phẩm của anh Hà nhanh chóng thu hút người dân với số lượng bán ra mỗi tháng khoảng 300 cái tại gần 10 đại lý thuộc vùng nuôi tôm trọng điểm của miền Tây như Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau. Và anh cũng xây dựng riêng cho mình một đại lý tại huyện Mộc Hóa, Long An. Hiện thị trường đã ổn định, mỗi tháng tiêu thụ khoảng 200 máy với giá dao động từ 3 đến 3,2 triệu đồng trên một máy. Anh Hà đây thì cũng là một trong những hộ nuôi tôm nhiều năm. Trong quá trình nuôi tôm, anh đã nghiên cứu và sáng tạo ra những thiết bị nuôi tôm hiệu quả nhất cho người dân. Ngoài máy hút bùn, anh Hà còn cải tiến thành công đầu máy bơm nước với hiệu suất mạnh hơn nhưng giá lại rẻ hơn thị trường đến 35%. Hiện số lượng tiêu thụ mỗi năm khoảng 300 đến 400 đầu máy. Thì đối với những cơ sở cho anh Cần này là từ cái công nhân cơ khí mà để đi lên chế tạo cho nhiều cái máy móc để phục vụ cho bà con nông dân ở xã Bình Tây nói riêng và nói chung và cả huyện, rồi là phục vụ các cái vùng lân cận như mình để mà đưa cái khoa học kỹ thuật ra vào sản xuất để cho bà con nông dân mình tạo cái điều kiện để phát triển kinh tế. Trước đây anh Hà từng học nghề và trở thành một công nhân kỹ thuật. Năm 2010 anh Hà trở về quê nhà huyện Cần Giuộc nuôi tôm và bắt đầu niềm đam mê sáng tạo của mình. Anh là điển hình tiêu biểu cho hàng trăm ngàn nông dân trong tỉnh yêu lao động, say mê sáng tạo, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, giải quyết những khó khăn trong quá trình sản xuất, đóng góp hiệu quả vào quá trình hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.